Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Phú Audio ha. Thì mình là Khánh. Đề tài hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người thì mình cũng thật ra trước đây mình cũng không muốn làm đâu, nhưng mà ý là tại vì gần đây thì khách hàng thắc mắc khá là nhiều về việc là tại sao chi phí setup vàng số nó riêng cũng như bộ dàn nói chung của bên Thiên Vũ nó lại cao hơn các đơn vị khác, thì nó có gì khác biệt. Thì mình cũng muốn làm một clip này để chia sẻ cho mọi người biết cái quy trình làm việc bên Thiên Vũ nó sẽ như thế nào, đặc biệt là việc setup bằng số nó nhẽ như thế nào, thì nó có các bước như thế nào, mà tại sao lại chi phí nó lại khác biệt như vậy. Thì mình cùng với mọi người đều tìm hiểu rồi mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên nếu mà sẽ muốn setup một cái vang số mà chuẩn Thiên Vũ á, thì bên mình sẽ có, thường bên mình sẽ là 4 bước. Bước đầu tiên á sẽ là bên mình sẽ xác định vị trí ngồi của khách hàng trong cái bộ dàn karaoke đó. Cái vị trí ngồi của khách hàng, cái vị trí sử dụng của khách hàng nó quan trọng như thế nào, mà mình phải tạo ra một cái bước riêng như thế, thì mình để mình chia sẻ cho mọi người ha. Thì như mọi người đã biết, loa karaoke thường thì mọi người có thể treo lên, có thể đặt xuống, nhưng mà vị trí loa nó sẽ khác nhau. Còn mình á, mình ở chỗ mình, ví dụ mình là người trải nghiệm đi ha, mình là người khách hàng sử dụng đi ha, thì mình khi mình ngồi xuống á, cái chất âm ra nó khác, cái loa nó thể hiện nó khác. Mà chẳng hạn có nhiều khách không thích ngồi ghế sofa, có nhiều khách lại ngồi ghế ngồi xuống thấp luôn, thì lúc đó cái vị trí, cái chiều cao cái tai của mình á, chẳng hạn như mình ngồi như thầy, mình ngồi đang ngồi ghế đây, thì chiều cao tai mình thế này, nhưng mà mình ngồi tẹt xuống đất thì cái vị trí tai của mình lại thấp xuống dưới, thì nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất âm của loa. Nhưng cái này mình nói nhau một cái đề tài là treo loa hay đặt loa sẽ hay á, thì mình đã có nói về đề tài này rồi. Thì nên là cái vị trí tai của mình rất là quan trọng, vị trí của người sử dụng rất quan trọng, vị trí của người sử dụng có thể ngồi, chẳng hạn có những khách hàng ngồi gần, rất là gần bộ loa, nó chỉ tầm 2-3 mét, thì phải setup kiểu khác và sử dụng những cái tính năng tuning khác. Còn nếu mà ngồi xa hơn một tí nữa, chẳng hạn ngồi 4-5 mét, thì bắt đầu là bộ dàn nó phải khác, phải setup một khác rồi. Kỹ thuật nó sẽ tính toán được là cái đến cái vị trí như thế thì dải nào còn, dải nào mất để tăng lên, tăng và giảm. Nên là cái việc xác định vị trí ngồi mà mình trải nghiệm á cực kỳ quan trọng rồi ha. Nhiều khách nhiều khi ngồi cách xa, có nhiều bộ dàn mà mình đi lắp á, khách hàng ngồi lệch hẳn luôn á, thì lúc đó mình dùng khi loa mình phải treo lệch ra để mình phục vụ cái vị trí ngồi đó của khách luôn. Đó, ok, đầu tiên, bước đầu tiên xác định vị trí ngồi ha, mọi người ha. Ok, đến bước thứ hai nha, là bước quan trọng nhất cho cái quá trình này, đó là bước tuning và setup. Thì đối với những căn phòng mà nó đơn giản, nó không bị vang, nó khả năng tiêu âm tán âm của nó tốt rồi á, thì bên mình chỉ cần setup một cái cơ bản thôi là đã xong rồi, không cần tuning, chỉ cần setup thôi. Còn tuning là một cái khác nữa. Tuning là khi gặp những, đặc biệt là gặp những bộ dàn nào mà thứ nhất là nhiều trên hai loa một súp, chẳng hạn như 4 loa một súp, 6 loa một súp, ví dụ 6 loa 2 súp, ví dụ vậy. Nhưng bộ dàn bắt đầu nhiều loa nhiều súp rồi á, thì chắc chắn phải có bước là tuning, để thứ nhất là mình đồng pha giữa các loa với nhau, rồi mình phải cắt phase giữa bên delay giữa loa full với loa súp để cho nó tạo ra chất âm tốt nhất đó. Thì tuning là chỉ xài mà khi bộ dàn nó hơi phức tạp một xíu, và đặc biệt là gặp những căn phòng mà quá vang, thì nếu mà bị vang quá, bị những căn phòng bị vang quá, thì mình phải tuning để mình dò ra được cái tần số mà nó bị vang, những tần số bị hú, những gì hơn bị đít gì đó. Mình sẽ dùng cái phần mềm RTA tuning đó, mình sẽ cắt cái tần số đó đi. Ok, thì cái bước tuning và setup này thì thường kỹ thuật bên mình setup nó sẽ phải mất tầm 1 tiếng đồng hồ, với những bộ dàn tùy tiếng đến tiếng rưỡi, tùy cái độ phức tạp của cái bộ dàn như mình đã nói ở trên. Ok, đến bước thứ ba thì bước này nó khá là hay. Bước ba bên mình là bước cá nhân hóa bộ dàn của khách hàng. Vậy cá nhân hóa, mọi người nghĩ cá nhân hóa bộ dàn tức là sao? Tức là thật ra là tai nghe mỗi người khác nhau này, gu âm nhạc mỗi người khác nhau, và cái chất giọng mỗi người cũng khác nhau luôn. Vậy nên sau khi tuning và setup theo một cái hệ tiêu chuẩn nhất định về cái độ chính xác nhất định, sau đó bên mình phải cho khách hàng trải nghiệm, và khách hàng có những đánh giá, khách hàng có những yêu cầu. Ví dụ như mình gặp những trường hợp những khách đã có giọng ca tốt này, muốn được cái chất giọng mà muốn cái bộ dàn thể hiện ra cái chất giọng mà gọi là trong, rõ, chính xác cái giọng của khách, mà rất là ít verb, rất là ít echo thôi, để làm sao cho người ta nghe rõ được cái giọng người ta như thế nào, để người ta có thể rèn luyện cái giọng người ta càng ngày càng hay hơn. Nên là những khách đó thì bên mình phải setup làm sao cho ít verb, ít echo thôi, rồi làm sao cho cái độ chi tiết của giọng nó cao nhất có thể. Nhưng mà ngược lại, nó đối ngược lại là có những khách sẽ giọng hát có thể chưa được tốt lắm, giọng hát còn hụt hơi hơi yếu, thì chắc chắn là bên mình
phải dùng những cái setup trên vang số để mình nâng cái tiếng của khách lên, dùng cả trên EQ, dùng cả trên echo và reverb để nâng cái tiếng của khách lên để cho khách cảm giác hát một cách nhẹ nhàng nhất. Rồi đến nhạc cũng vậy, cái phần mà setup music, cái phần nhạc chung á, thì có những khách thì lại thích nghe tiếng chép nhiều, tiếng tí tách, thích nghe tiếng tí tách, tiếng tí ta, đến nghe tách thì tiếng xì nhiều á, thì nhiều khách lại như vậy. Còn nhiều khách thì lại thích cái kiểu là tiếng bass phải nhiều này, nghe tiếng phải dầm chay, gọi là châm mắm á, đó thì cái đó cũng là một cái gu thôi. Còn thậm chí kể cả cái tiếng bass, tiếng kick á, thì nhiều khách cũng lại cũng gu khác nhau. Có khách thì lại thích tiếng kick nó phải gọn, nó nhịp nào ra nhịp đó, còn có những khách thì lại thích tiếng kick nó phải ê một xíu, nó phải đuôi dài một xíu nghe nó mới đã đó. Thì cái đó thật ra là cái đó là cái gu của mỗi người thôi, và phần cá nhân hóa này theo mình thì nó sẽ không có hay dở mà không có đúng sai gì trong này cả, bởi vì cái đó là cá nhân và sở thích. Tuy nhiên là có một câu thì này mình hay nói với mọi người là cũng chắc có, không biết mọi người có nhớ không, nhưng mà trong âm thanh á thì đầu tiên mình nên làm đúng đã, nên cái bước cá nhân hóa này mọi người nên làm sau cái bước tuning và setup, tức là mọi người phải tuning và setup bộ dàn theo một tiêu chuẩn chính xác, nó phải làm đúng đã. Sau khi mọi người làm đúng hết cái bộ dàn này rồi, xong hết rồi, bắt đầu mình cá nhân hóa theo cái nhu cầu sử dụng á của từng khách hàng, thì lúc đến lúc này rồi thì mình có thể chỉnh sửa cân chỉnh lại, nó có thể nó hơi sai một xíu, có thể nó hơi lệch lệch đi xíu, nó hơi méo méo tiếng xíu, tuy nhiên cái đó là nhu cầu và gu của khách hàng, thì cái đó sẽ không có đúng sai, cái đó thì là gu. Khách hàng thích nghe như thế nào, muốn như thế nào thì bên mình sẽ chỉnh cho khách như thế. Cái bước này thì nó phụ thuộc vào khách nhiều, là chẳng hạn như khách có nhu cầu nhiều hay ít. Vậy thứ hai nữa là khách chẳng hạn như khách mà chịu khó test nhiều thì nó nhanh lắm, tầm khoảng nửa tiếng là xong rồi. Ok, đến bước cuối cùng thì bên mình sẽ thường sẽ là lưu cấu hình nè, rồi hướng dẫn khách sử dụng. Thì trong phần hướng dẫn thì bên mình sẽ có chỉnh cho khách hàng trước, là chẳng hạn như là cái gain in, cái gain beginning, tức là cái độ lớn bộ dàn khi mới mở lên, thì thường bên mình sẽ để ở mức độ vừa phải để khách hàng khi mở bộ dàn lên mà mở nhạc sẵn thì nó không có bị quá lớn. Thì khi nào khách hàng cần thiết cần mở lên thì khách hàng có thể chủ động vặn trên cái vang số, hoặc là xài remote trên vang số bấm được luôn ha. Thì cái đấy nó sẽ tùy theo khách hàng, tùy cho cái lúc mà khách hàng muốn sử dụng như thế nào. Chẳng hạn như những cái tiệc lớn thì mọi người khách hàng mở lớn luôn, còn những ví dụ như khách hàng chỉ muốn mở nhẹ thì cứ để hết xài, cái đó sẽ tùy chỉnh theo khách hàng thôi. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ rất nhanh 24 cái bước mà trong quy trình setup vang số cũng như bộ dàn karaoke bên Thiên Vũ. Hy vọng thì sau clip này thì mọi người có thể hiểu hơn được về các quy trình lắp đặt và setup vang số trên Thiên Vũ. Thì nếu mọi người muốn trải nghiệm cái tay nghề của kỹ thuật bên Thiên Vũ về setup âm thanh, nó chắc chắn là phải đến trực tiếp đến showroom của Thiên Vũ tại 79 Trần Hưng Đạo, phường 1 quận 5 rồi. Vì cái gì chứ âm thanh mà nó phải trải nghiệm thực tế, chứ còn thật ra mình có thu âm hay làm cái gì lại nó cũng không bằng trải nghiệm thực tế, nó không chính xác bằng trải nghiệm thực tế đâu mọi người ạ. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.